Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim. Sài Gòn Voice hân hạnh giới thiệu Mùa bông cháy, trích trong tập Bánh trái mùa xưa, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Tôi dừng xe dưới hàng bông tràm, tạm trốn cái nắng rừng rực trên đầu, uốn dẻo thân người đang cứng đờ như mannequin vì ngồi xe máy suốt mấy giây đồng hồ, rồi ngẩn ngơ nhìn khoảng sân tràn ngập bông giấy bên kia sông, hoa đỏ như cháy. Hạn đang chết cuối mùa. Đi dọc theo những con đường xóm, quãng này thường ấn tượng những dàn bông giấy cứ rực lên dưới nắng. Có cây nở bung như pháo hoa, không còn một chiếc lá nào, chỉ cành cong bông triểu. Có cây bông lấp mất cành, gặp bông trắng cảm giác như dịu nắng, gặp bông đỏ tưởng đầu lửa của bông loan sức nóng ra trời. Những xóm làng nằm theo con lộ này mê mỏi thiêu thiểu giấc ban trưa. Bên đường thưa vắng người, lâu lắm mới thấy vài bà cụ già vừa nhai trầu vừa phe phẩy nón trước hàng ba. Vài con chó nằm ườn ra thè lưỡi thở dốc. Nhiều con mương cạn trơ lòng, chờ vơ cái cầu ao, thành ra không thấy con nít tắm truồng. Cũng chỉ gặp 5-3 đứa chạy chơi vào cái ban trưa thời trốn ngủ. Cỏ cây tàn tạ, lớp cháy xém, rụi ngọn, lớp còi cọc. Chỉ những cây phượng, cây bồ cạp nước, dăm bụt và đặc biệt là cây bông giấy, bất chấp cái hạn dài khắc nghiệt, tuôn đổ hoa ra biển nắng. Những loại cây hơi giống nhau, khi hoa bắt đầu bung nở đến kín cành thì lá thưa vắng hẳn. Thứ bông giấy này chịu nắng giỏi nhất hạn, đất nào cũng chịu, tưới càng ít nước, càng cằn cỗi, càng chịu trổ bông. Người bán quán nước sập sệ bên đường khoe vậy khi tôi xăm soi cây bông giấy già bên trào. Chị nói, trồng nó từ hồi mới về nhà chồng, giờ thằng con đầu đã 12 tuổi. Chồng chị mấy bữa rày đi tiếp chữa cháy rừng bên lâm trường, mà bình thường anh cũng vắng nhà, đi làm mướn suốt. Đang mùa giáp hạt mà, làm có vài công đất thì xài đâu vô đâu. Có năm chưa hạn là chạy gạo rồi, nên giờ ai có móng nấy bươi. Nghe giọng chị không phải người miền này, chị nói bà già ẵm tôi ngoài quảng dạt vô, lúc đó tôi nhỏ quá nên quên trần ai cơ cực ở xứ đó rồi, nên nhiều khi thấy khổ quá tôi than là bị bà già cằn nhằn, nói khổ cùng khổ tận như tao mà sống được tới giờ. Ly Mũ Gòn chị làm đúng điệu miền Tây, trong khi nước đá đầy ứ tới miệng ly thì đường cũng ngọt từ dưới đấy, lẫn trong hương dầu chuối có mùi đậu phộng rang. Nước mát đến nỗi chạy tới đâu hay tới đó. Ban nãy khi tôi ra khỏi cái quán tên toàn của chị, người phụ nữ khum tay che nắng chói, nói thấy mây đùng ở chân trời đen kịch, thấy ham quá, không biết chừng nào ông trời mới chịu nhỏ hột xuống cho nhờ. Nhưng cũng ngó về chân mây xám đó, một anh bán kem vừa trời tới đục nắng chung với tôi dưới hàng tràm bông vàng, đã thở hắt lo âu, sắp tới mùa mưa rồi, kiếm miếng ăn vất vả cho mà coi. Mây thành mưa là cái đường xóm này sẽ thành bùn sình lầy lội, đi bộ còn vất vả, nói chi là dắt xe kem. Anh bán kem than, áo anh ướt rượt mồ hôi, vẳng ra một mùi vừa mặn vừa chua khẩm. Chiếc xe đạp đeo theo thùng kem cũ mềm đang dựa vào một gốc cây và nó vẫn vẳng ra một điệu nhạc quen nhào nhĩ. Bộ dạng anh bán kem lợm khợm như một ông chà và ngồi thổi sáo dụ rắn ra khỏi hang, nhưng tiếng sáo vừa khàn vừa hụt hơi nên rắn không ra múa. Bớt liên tưởng và văn vẽ đi là bầy con nít không bu theo anh, như hồi xưa tôi từng sướng rung sướng rẩy khi người bán cà rem lắc cái chuông len keng từ đằng xa. Trẻ con giờ có nhiều đồ ăn ngon hơn món kem làm bằng đường và hương liệu công nghiệp rẻ tiền, hoặc tụi nó cũng thèm kem lắm, nhưng nhà chúng như những xóm nghèo khác đang ở mùa giáp hạt, mùa chạy gạo, mùa hoa cháy.
Anh bán kem cũng ưa bông giấy, nhưng tiện ngó về chân trời mây đen đang đùm ngọn, thấy hoa chói chang bên sông. Anh nói, nắng tới nỗi người ta còn héo ngoắt ngoải mà bông giấy trổ thấy ham, thấy cánh mỏng dính, vậy mà chịu trận mạnh dạn thiệt. Thì cái phận người của chúng ta cũng mỏng manh vậy, mà ham sống thôi là ham, tôi nghĩ bụng. Lúc chuẩn bị chở bài hát cà rem đi tiếp, bỗng anh khoe, lầy lắc vậy mà thằng nhỏ tôi sắp qua được năm nhất Đại học Cần Thơ rồi đó cô. Tôi thấy thật sống sượng khi so sánh người đàn ông đen đúa khô khồng này với cái cây bông giấy đang cháy hết mình như lửa ở bên sông. Nhưng tôi vẫn không thể không liên tưởng vậy. Trong mắt tôi lúc này, chỉ có anh bán kem hối hả đi về phía mây đen và cây bông giấy đỏ. Không biết hàng năm sau, tôi có được gặp anh đục nắng dưới hàng cây này để khoe thằng con đã sắp hết năm hai, hiển nhiên như gặp lại những vần bông cháy. Được sống thêm một lần nữa, tựa như giấc mơ khi người đến ân cần yêu thương, ta được thấy ngày mai sáng tươi muôn màu, ta được sống bên trời thơm ngát đẹp như giấc mơ. Cảm ơn người sống